Minasan, konnichiwa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật cùng Ánh Sensei. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa đề thi mới nhất tính đến thời điểm hiện tại của đề thi giao PT các năm, đó là đề thi ngữ pháp tháng 12 năm 2023. Thì bây giờ đã rất là cận kề kỳ thi rồi, hy vọng các bạn sẽ theo dõi video thật kỹ, rút ra kinh nghiệm của bản thân cũng như là ôn tập cho thật tốt để kỳ thi sắp tới các bạn đạt kết quả cao nhất nhé. Môn đai 5 này, môn đai đầu tiên của ngữ pháp trong câu. Câu 26. Nagaku tsukatte ita furui rezoko o hikoshi kaekaeta. Oki ni o kawakiri ni ni motozuite và ni watatte. Chúng ta cùng xem ở câu trên người ta nói cái gì. Cái tủ lạnh cũ mà tôi dùng trong thời gian dài, tôi đã mua mới, tôi đã đổi cái tủ lạnh cũ này. Phía trước là từ chuyển nhà. Đây, vậy chúng ta sẽ dùng ngữ pháp nào? Số 1 là oki ni, có nghĩa là nhân dịp, nhân cơ hội. Đúng rồi. Nhân cơ hội chuyển nhà, nhân dịp chuyển nhà thì tôi tiến hành cái sự việc là đổi cái tủ lạnh luôn, đúng nhỉ? Chúng ta sẽ chọn đúng là một nhá. Cái ngữ pháp oki ni ấy nó sẽ giống như là o keiki ni. Hoặc là cũng có điểm giống ngữ pháp o kikake ni. Số 2, o kawakiri ni. Sẽ có bạn là nghĩ cái này đúng không? Nhưng mà cái này có nghĩa là khởi đầu là, nếu như chúng ta có dạng thức là a o kawakiri ni b, có nghĩa là cái a là cái khởi đầu và từ cái khởi đầu này nó sẽ tiếp tục những cái b c d đằng sau mang tính chất tương tự như cái a. Đấy, có thể là mở rộng hơn nhưng mà cùng loại. Nhưng rõ ràng đây là mua đổi cái tủ lạnh thì nó không có tương tự gì với cái chuyển nhà nên chúng ta không thể chọn hai được, đúng nhỉ? Ví dụ mình có thể nói là Kono egawa Nihon o kawakiri ni Kankoku, Chugoku, Betonamu nado Asia kakuchi de joe sareta. Cái bộ phim này khởi đầu là nước Nhật và sau đó nó dần dần nó được chiếu các nước châu Á như là Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam vân vân thì dùng được. Đây không mang tính chất như vậy, chúng ta không chọn nhá. Nimoto jite có nghĩa là dựa trên. Đấy, ví dụ như là câu chuyện là bộ phim dựa trên câu chuyện này đúng không, hay là gì nhỉ, chia lớp dựa trên thành tích thì chúng ta mới dùng ni mô tô jite, không phải là dựa trên chuyển nhà cái này hết, chúng ta không chọn. Ba, số 4 là ni wa tatte. Cái này ngữ pháp rất là quen thuộc của N2, đó là gì, đó là khắp suốt đúng không nhỉ. Ví dụ như là tsunami no eikyo de shinai zen iki ni wa tatte mika kan teiden shimashita, có nghĩa là do ảnh hưởng của sóng thần ấy mà khắp toàn thể khu vực của thành phố bị mất điện 3 ngày. Đấy, nó sẽ đi với lại những từ chỉ phạm vi và thời gian chứ không phải là Hikoshi này, nên chúng ta chọn một. Câu này sẽ là thuộc kiến thức N2. Đây. Câu số 27. Keisha wa kaisha wa saru à kaisha wa sain mono de aru ということを忘れてはいけない. Cái người làm quản lý ấy thì không được quên cái điều gì đây, cái điều mà người ta để ở đây nhá, không được quên một điều rằng đó là công ty ấy làm sao đó và nhân viên này. Các bạn thấy từ đầu tiên là taru thì ngữ pháp taru mono có nghĩa là với cương vị, ví dụ như là sa in taru mono đúng không, sa in taru mono kaisha ni koken shite hoshii, đó là mong muốn hãy cống hiến với cương vị là một nhân viên công ty. Thật ra thì đi với từ tha được mono nó là thường những cái đối tượng mang chất cao cao một tí, chứ còn chỉ là nhân viên bình thường dùng tha được mono nó hơi kỳ kỳ đấy, cho nên là chúng ta sẽ thấy cái này nó không phù hợp về nghĩa cũng như là về cách dùng. Chúng ta sẽ loại một này. Ni okeru là ở tại, nó giống như tự từ để đấy, ví dụ như là kono o wa rekishi jo ni okeru juyou na jinbutsu da, có nghĩa là cái vị vua này là một nhân vật quan trọng ở trong lịch sử. Đấy, không phải D nhá, nên chúng ta không thể chọn được. Ateno, chúng ta sẽ có cái cấu trúc là gì nhỉ? A ateno B, có nghĩa là có A mới có B. Đấy, ví dụ như là Kenko ateno utsukushisa, có nghĩa là có khỏe mới có đẹp. Đấy, vậy thì đây có nghĩa là gì nhỉ? Có nhân viên thì mới có công ty. À, chính xác rồi. Đúng, đây sẽ là số 3, người ta đảo đi một chút. Người ta không dùng dưới dạng là Sa in ateno kaisha mà người ta dùng là kaisha wa sa in ateno mono, có nghĩa là công ty là cái thứ
mà có nhờ có các nhân viên đấy, công ty tồn tại được nhờ các nhân viên, nên là đúng nhất ở đây phải là số 3. Nara dewa no có nghĩa là gì nhỉ? Cái B là cái chỉ có ở A. A nara dewa no B có nghĩa là cái B, chứ xin lỗi, cái B là cái chỉ có ở A. Ví dụ như là kodomo nara dewa no junsui na shitsumon, những cái câu hỏi ngây thơ mà chỉ có ở trẻ con. Đấy. Không phù hợp nhá. Câu số 28, à đây là câu thuộc kiến thức N1. Cái việc đánh số này để xem là liệu rằng là những cái câu hỏi ấy nó sẽ thuộc cái phạm vi kiến thức nào để các bạn có cái kế hoạch ôn tập cho phù hợp. Câu số 28. Watashi wa kono manga ga daisuki de tsurai toki ni nani nani genki o moratte iru. Câu này tưởng chừng như dễ nhưng mà có rất là nhiều bạn sai. Tôi thì rất là thích truyện tranh. Những cái lúc mà khổ sở cay đắng ấy thì tôi, các bạn đều thấy động từ là động từ yomikaesu, sự là đọc đúng không? Đấy, đọc lại, đọc đi đọc lại. Thì tôi nhận được cái sự khỏe khoắn, đấy, tôi nhận được cái sức mạnh. Thì chúng ta thấy này, số 1 này, B cự là sai đúng không? B cự là để, nó là cái cấu trúc diễn tả mục đích, mục tiêu cứng hơn so với tame ni, không phải. Số 2 sẽ có nhiều bạn chọn 2 nhá. Các bạn nghĩ là à nếu như đọc đúng không? Nhưng rất tiếc ấy, cái Narada là nó mang nghĩa là gì? Nó mang nghĩa là nếu nó trang trọng hơn so với Narada và nó dùng trong cái bối cảnh ấy, đó là một người tiếp nhận tình hình hoặc là tiếp nhận cái câu chuyện của đối phương và nói à nếu vậy thì sẽ thế nào đó, thế nào đó. Chẳng hạn cái câu này nếu như một cuộc hội thoại, người A nói là Watashi wa kono manga ga daisuki de tsurai toki ni yomikaesu yo, có nghĩa là tôi rất là thích cái cuốn truyện tranh này và gì nhỉ, khi mà cảm thấy khổ cực ấy, khi cảm thấy đau đớn ấy, thì tôi sẽ đọc, đúng nhỉ, tôi sẽ đọc lại. Thì người kia, người nghe nghe thấy câu đó mới tiếp nối câu chuyện, sẽ nói là tsurai toki ni yomikaesu naraba đấy genki o morau daro, nếu như cậu đọc những lúc như vậy thì cậu sẽ nhận lại được cái sự khỏe khoắn, cái sức sống. Thì đúng, như đây hoàn toàn không có cái gì nhỉ, không có cái câu chuyện, không có cái đoạn hội thoại như vậy nên là chúng ta sẽ không chọn. Ngoài ra đằng sau đang dùng là moratte iru là cái dạng tiếp diễn đấy, thì nó cũng không phù hợp với cái bối cảnh của câu này nên là chúng ta sẽ không thể chọn số 2 là naraba được. Số 3 yomikaeshite wa có nghĩa là cứ, đúng nhỉ, cứ A thì lại B, nó giống như là veruto hoặc là tabini, đúng rồi. Chúng ta sẽ chọn phương án số 3 nhá. Cứ lại như thế. Kitte wa ấy, một là mang cái sắc thái nghĩa như vậy. Hai là mang sắc thái nghĩa của kiến thức ngữ pháp N3 chúng ta học rồi, đó là nếu như điều A xảy ra thì điều B là điều không tốt, ví dụ như là taifu ga kitte wa ryoko ni ikenai, nếu như bão đến thì tôi không thể đi du lịch được. Đấy. Thì ở đây nó mang sắc khái nghĩa khác so với cái sắc khái nghĩa N3 đó. Số 4 cũng có bạn chọn nghĩ là 4, dùng tekoso. Tekoso là chính nhờ. Các bạn sẽ bảo là à chính nhờ việc đọc lại những lúc khó khăn, những lúc đau đớn thì tôi nhận được. Các bạn nghĩ rằng là 4 đúng, thế nhưng mà 4 sai, bởi vì ấy tekoso là nhờ cái việc làm phía trước mà lần đầu tiên có được cái điều phía sau. Nhưng mà đây người đang chia dạng thức là thể tiếp diễn, tay dự là lặp đi lặp lại nên là không thể dùng là tekoso được. Đấy. Nếu như mà đổi một chút thành là Genkyo Morau hoặc là Genkyo Moraeru thì có thể chấp nhận được phương án 4, nhưng đang để là Moratte Ru chúng ta không dùng được nhá. Đấy. Sai. Câu này là thuộc kiến thức N1 này. Tiếp theo, câu số 29. Tenkyū chiu doko ni mo dekakezu. Kyō wa asa kara domo karada ga darui. Ở đây các bạn thấy đáp án nó khá là dài và nó chính là các ngữ pháp ghép lại với nhau đúng nhỉ? Đây các bạn nhìn thấy nhá. Ví dụ như là số 1 là neta koto nishita seka này. Câu 2 là nete bakari ita seka. Neta koto nishita to suruto và nete bakari ita to suruto. Đấy. Thứ nhất là chúng ta điểm qua một lượt các cái ngữ pháp chính. Ngữ pháp koto ni shita. Đấy, veta koto ni shita có nghĩa là coi như đã như thế. Đấy. Mặc dù là thực tế là không phải vậy nhưng coi như đã vậy. Tiếp theo chúng ta có CK là không biết có phải do, không biết có phải tại như thế không.
Ngữ pháp te bakari ita, te bakari ru có nghĩa là chỉ toàn làm v là những điều mà mình coi là không tốt. Và ngữ pháp to suru to là giả sử. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thấy cái nào là phù hợp đây. Chúng ta thấy là chẳng hạn như nếu các bạn chọn một nhá, thì câu nó sẽ thành gì đấy? Không biết có phải do tôi gì nhỉ? Đã coi như tôi đã ngủ. Chắc chắn là nghe rất là vô nghĩa đúng không? Sai này. Câu số 2. Không biết có phải vì tôi toàn ngủ. À, thấy đúng rồi. Những câu này là chúng ta nên cố gắng dịch nghĩa ra. Không biết có phải vì tôi chỉ toàn ngủ mà tôi không đi đâu cả trong cái kỳ nghỉ dài không, mà bây giờ từ sáng, mà hôm nay từ sáng tôi cảm thấy người tôi rất là uể oải. Chính xác. Số 3 là gì đây? Giả sử tôi đã coi như mình đã ngủ. Vô nghĩa đúng không? Không phải. Và số 4 cũng vậy. Giả sử tôi chỉ toàn ngủ. Đây là điều mà người ta đã làm rồi, đã có trong thực tế, không phải là giả sử gì hết, nên là chúng ta phải chọn hai. Đây là một câu thuộc ngữ pháp N3. Bởi vì cả T bà Kari Iru và C cả đều học ở N3 rồi. Tiếp theo, chúng ta có câu 30. Câu 30 này, Kai Gide trong cuộc họp nhá. Y Incho là trưởng ban. Trưởng ban nói một câu như thế này. Kita Ekishu Heno sai khai hát kê các cử ni tsuy tê minasang no go ike o okikase kudasai. Đó là về cái kế hoạch tái phát triển cái khu vực xung quanh ga phía Bắc. Thì tôi rất là muốn được nghe ý kiến của mọi người. Thì Yin, ủy viên, nói những câu như này. Watashi Kojin, gì đó. Sono hitsuyo se o kanjite orimasu ga, shinmin no minasan wa natoku shinikui no de, natoku shinikui no dewa nai ka to omimasu. Các bạn thấy người ta đang để là cô, watashi Kojin. Thì bình thường khi mình nói là với tư cách cá nhân đúng không, thì chúng ta sẽ sử dụng cái ngữ pháp là toshite đúng nhỉ, chúng ta dùng ngữ pháp là toshite đấy. Thì để diễn tả cái ý khiêm nhường ấy, người ta sẽ biến cái động từ shite này thành itashimashite. Itashimashite, itashimashite có nghĩa là với tư cách cá nhân. Như vậy là chúng ta sẽ phải chọn phương án đúng là phương án số 4 đấy. Với tư cách cá nhân đấy, cá nhân tôi ấy thì cảm thấy là cần đấy, nhưng mà tôi nghĩ là những cái người dân trong thành phố ấy họ sẽ rất là khó để chấp nhận điều đó nhá. Đúng ở đây phải là số 1. Số 1 này, Niyorimasuto, nó chính là cách nói trang trọng hơn so với lại Niyoruto, diễn tả cái nguồn thông tin. Chẳng hạn như là Joho đúng nhỉ, Shinbun hoặc là Kiji. Niyoruto to imasuto nó chính là cách nói lịch sự của Toyuto. To ni okaremashite wa nó chính là dạng thức tôn kính ngữ của ni oite đấy. Và to itashimashite wa chính là dạng khiêm nhường của toshite. Đúng đây phải là số 4. Thì cái này có thể coi là N0. Bởi vì là mặc dù là toshite là học ở N3 rồi. Đấy. Và shite có dạng thức khiêm nhường là itashimashite, nhưng mà để mà vận dụng được linh hoạt cái này thì tương đối là khó. Thì đây cứ để đánh giá là N0 nhé các bạn nhé. Bạn sẽ thấy lạ. Tiếp theo câu số 31 này. Câu 31. Se kaku atarashiku kau no nara to kou sei nou no pasokon o mataku tsukai konasete inai. Chúng ta thấy là phía trước nó đang là gì nhỉ? Máy tính với cái tính năng cao cấp đúng không? Đấy. Đây là gì nhỉ? Mua mới. Về sau nó là hoàn toàn không sử dụng được hết. Đây lại là một câu về các ngữ pháp ghép tiếp. Các bạn thấy nó ghép rất là nhiều ngữ pháp lại với nhau. Cái đầu tiên ấy, các bạn thấy có no narato này. Đấy. Bình thường là chúng ta có nara hoặc là no nara hoặc nara ba, nhưng lại có to ở đây thì mang nghĩa là gì? Nó chính là no nara to yuko to de, có nghĩa là với cái ý định như thế, với cái ý nghĩa như thế. Tiếp theo chúng ta có các cái phương án nhé. Các bạn có tabakari demo. Tabakari là gì nhỉ? Là vừa mới, theo cảm nhận của bản thân. Thì thông thường
chúng ta hay dùng thức dưới dạng thức gì đây? À, chẳng hạn như là kono, koseno no pasoko wo senshu katta bakkari na no ni koshou shite shimatta. Có nghĩa là tôi vừa mới mua cái máy tính cao cấp này, tính năng cao này tuần trước vậy mà đã hỏng rồi. Trong bối cảnh câu này thì nó không phù hợp nên là các bạn sẽ không lựa chọn một. Đấy. Số 2 này. Katta wa ii ga. Có nghĩa là gì nhỉ? Các bạn sẽ thấy một đây là một ngữ pháp rất lạ đúng không? Lạ là đúng thôi. Bởi vì là N1 người ta sẽ cho những cái câu mà mang tính chất những cái cụm mang tính cố định vào. Đấy, và buộc là chúng ta phải đã từng gặp, đã từng làm rồi thì chúng ta mới làm được bài. Thì ở đây ấy, đáp án đúng của chúng ta sẽ là phương án số 2 nhá. Katta wa ii ga có nghĩa là à mặc dù là đã làm thành công cái hành động phía trước rồi đấy, về phía trước rồi đấy, nhưng cái vấn đề còn tồn tại nữa ở đằng sau. Nó phù hợp với ý câu này, có nghĩa là à tôi đã mua rồi đấy. Sự việc mua là tôi đã mua thành công rồi, đã hoàn thành rồi. Nhưng mà cái vấn đề đằng sau là tôi không sử dụng được hết tính năng. Đấy. Thì cái ý của ngữ pháp tawa y ngờ nó là mang tính chất như vậy nhá, là làm được, làm thành công điều phía trước nhưng vấn đề còn tồn tại đọng lại ở phía sau thì sẽ dùng nó. Đấy. Đây là một câu N0. Gần như là không có cái sách nào nó dạy cái này cả. Cái này bắt buộc là chúng ta phải làm nhiều đề, làm rất rất nhiều đề và gặp đã từng đọc ở đâu đó trong sách tham khảo chẳng hạn thì các bạn sẽ biết. Còn ở trong các giáo trình phổ biến ấy, như là Shinkansen hay là Mimikara các thứ là không có. Câu số 3 các bạn thấy có là Kataka ni kakarazu. Chúng ta thấy có ngữ pháp ni kakarazu thường mang nghĩa là bất kể. Đấy, cái phía trước không phải là cái quan trọng chẳng như là Konobasu kyori ni kakarazu doko ma de itemo 300 yen da. Có nghĩa là cái xe buýt này bất kể là khoảng cách thì đi đến đâu cũng là 300 yên. Nó không phải phù hợp với bối cảnh là mua như này đúng không? Loại này. Câu 4 là kỳ đi. Thông thường các bạn có cái ngữ pháp tà kỳ đi mang nghĩa là sau khi làm A thì một trạng thái tiếp diễn kéo dài B ở đằng sau. Đấy, mình có thể nói câu như này sẽ đúng này. Kose no no pasukon o katakiri ichido mo tsukatte inai có nghĩa là kể từ khi mua cái máy tính tính năng cao thì tôi không dùng một lần nào thì đúng. Nhưng mà đây người ta bảo là không phải là người ta không dùng mà là người ta không dùng được hết. Người ta có dùng nhưng người ta không tận dụng được hết chức năng. Thì các bạn sẽ không dùng takidi mà lại còn takidi nano ni thì gần như không bao giờ dùng cái dạng thức như thế này. Đấy, nên đúng nhất ở đây phải là số 2 nhá. Câu này nó cũng tương đối là khó, các bạn thấy lạ nhưng mà nếu mà các bạn nắm chắc những cái kiến thức mà các bạn quen thuộc thì các bạn sẽ thấy nó không phù hợp, các bạn có thể chọn được hai. Câu này là gì nhỉ? Tôi đã mua một cái máy tính có tính năng cao cấp bởi vì tôi nghĩ rằng là nếu đã mất công mua mới thì nên mua cái tốt. Đấy. Nhưng mà lại hoàn toàn không dùng được hết cái tính năng của nó. Câu số 32 này. Senjitsu, restaurant ni ita toki, tenin no shitsurena taido ni taihen. Gì đó. Cái câu này lúc mà làm bài rất là nhiều bạn nghĩ là hai, các bạn thấy có fukai kiwamarinai các bạn dịch là cực kỳ khó chịu, các bạn chọn luôn hai. Nhưng vấn đề đây ấy, cái kiwamarinai nó mang nghĩa là cực kỳ, vậy thì không cần phải cho thêm từ taihen phía trước, mang nghĩa là cực kỳ vô cùng vào nữa. Đó đó là lý do tại sao cái số 2 nó sai nhá. Đấy. Cái số 2 nó sai bởi vì là bản thân là kiwamarinai đã mang tính chất cực kỳ khủng khiếp, diễn tả cái mức độ rồi. Nên không cần dùng taihen nữa. Nên chúng ta sẽ loại. Vậy thì một là gì đây? Một các bạn có fukai na omoi o shita, có nghĩa là tôi cảm thấy mấy hôm trước khi mà đi đến cái nhà hàng ấy thì tôi đã cảm thấy cực kỳ khó chịu với thái độ bất lịch sự, thất lễ của các nhân viên. Đúng rồi. Đáp án đây của chúng ta sẽ là phương án số 1. Ngữ pháp nananio omoi o shita có nghĩa là tôi cảm thấy điều đó, tôi cảm thấy như vậy. Thông thường đi phía trước nó sẽ là các tính từ chỉ cảm giác. Ngoài từ fukai ấy, còn có một số cái từ mà đi kèm như sau. Chẳng hạn như là tôi cảm thấy rất là đau đớn, tsurai. Tôi cảm thấy rất là xấu hổ, hazukashi. Tôi cảm thấy rất là lo lắng, fuan. Fuanna này. Tôi cảm thấy rất là ghét, đúng nhỉ? Khó chịu, ia. Đấy. Hai sai bởi vì là không dùng dạng thức lặp lại như này. Số 3 là Fukai datta koto ka. Ngữ pháp koto ka giống như là koto daro, có nghĩa là biết mấy, biết bao. Đấy. Ví dụ như là nói biết bao nhiêu lần, đúng không? Nando itta koto ka.
chú ý nan độ chú ý shita koto ka, nhắc nhở biết bao nhiêu lần rồi. Cái này không đúng với cái ý nghĩa như vậy. Số 4 là fukai ni mo hodo ga aru. Ngữ pháp ni mo hodo ga aru có nghĩa là cái phía trước, đúng nhỉ, nó có giới hạn thôi, có mức độ thôi. Đấy, chẳng hạn như là shitsuren ni mo hodo ga aru, có nghĩa là thất lễ thì cũng có giới hạn thôi. Không phải, chúng ta sẽ loại trừ 4. Đúng, đây phải là số 1. Đây tiếp tục là một câu về N0. Thật ra thì cái đánh số N này nó cũng tương đối với các bạn ạ, nó không phải chính xác đâu, nó mang tính chất tham khảo đấy nhá. Có thể các bạn đọc nhiều sách, các bạn gặp ở trong các giáo trình ấy, thì các bạn thấy nó rồi. Thì các bạn bảo là thầy, các bạn bảo là sensei đánh chưa đúng, nhưng thật ra thì đây là sensei dựa trên cái giáo trình Shinkansen và giáo trình Try, là hai giáo trình chính mà sensei dùng để giảng dạy. Sensei đánh như thế có thể là nó không không đúng lắm, nhưng mà đại ý là nó chắc là cũng chuẩn khoảng 80% về cái con số n mấy đấy. Còn câu số 33 này, Kaisa de, ở trong công ty này, Hayashi nói chuyện với Bucho. Bucho, ABC Ginko no Yamashita san ga gì đó. Osetsu shitsu de omachi desu. Bạn Hayashi, bạn đang nói với lại trưởng phòng, bạn nói là: à trưởng phòng ơi, có anh Yamashita, anh chị Yamashita của ngân hàng ABC. Vậy các bạn thấy nhá, đây là đối tác, đúng nhỉ? Vậy thì chúng ta phải dùng tôn kính ngữ. Đấy, đúng không? Đằng sau chúng ta phải dùng tôn kính ngữ. Vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn cái nào đây? Các bạn thấy câu số 1 này, Mairimashita là Mairu là khiêm nhường ngữ của Ikukuru, Kenjogo là không chọn, loại 1. Số 2, Miemashita, các bạn cứ nghĩ là Mieru là nhìn thấy, các bạn dịch là tôi nhìn thấy, không phải. Mieru đây nó sẽ mang nghĩa là Kuru là tôn kính ngữ của Kimasu nhá. Đúng, đây sẽ là số 2, có nghĩa là anh chị Yamashita của ngân hàng ABC đã đến và đang chờ, đúng nhỉ? Omachi desu này chính là Matteimasu, và đang chờ ở cái phòng khách, phòng tiếp khách. Ukagaimashita, nó là khiêm nhường ngữ của rất nhiều động từ, đúng không? Nó là khiêm nhường ngữ của kikự, của nghe này, của tazuneru, của hỏi này, đấy, của otozureru, của đến thăm này, homonsuru, vân vân. Không đúng, chúng ta phải dùng tôn kính chứ không dùng khiêm nhường. Câu 4 là omeni kakarimashita. Omeni kakaru nó là khiêm nhường ngữ của au, gặp, không phải. Chúng ta phải dùng tôn kính. Đúng, đây là 2. Câu số 34. Câu số 34 là một câu về ngữ pháp ghép tiếp. À đây là kiến thức N mấy đây? Kiến thức về tôn kính ngữ, khiêm nhường ngữ này là chúng ta học ở N3 rồi. N3. Câu 34 này. Kyo kara 12 gatsu da. Hayai mono de kotoshi mo mou sugu gì đó. Từ hôm nay là sang tháng 12 rồi, thật là nhanh. Năm nay cũng sắp, các bạn thấy là từ từ người ta cho là từ mou sugu là sắp, và động từ là động từ owaru là kết thúc. Vậy thì nó sẽ nghĩa là năm nay sắp kết thúc. Vậy thì năm nay sắp kết thúc chúng ta dùng với lại ngữ pháp là yotoshiteru, đúng không? Chúng ta sẽ lựa chọn 3 nhá. Đấy, đây là ngữ pháp các bạn đã được học ở Shinkansen N2. N2. Đấy. Các bạn có số 1 này, owaru tosuru. Nếu như ngữ pháp là dạng động từ ý chí cộng tosuru ấy, nó mang nghĩa là định làm V. Thông thường là động từ phải là động từ ý chí. Chẳng hạn như là ie o deyo toshitara ame ga futte kita, là tôi đang định ra khỏi nhà thì trời đổ mưa. Động từ owaru đây là tự động từ không mang ý chí, nên chúng ta không sử dụng cái phương án số 1. Cái phương án số 2 ấy là yonisuru, là cố gắng làm V, không phải là cố gắng, đúng không? Vậy đây là sắp. 3 là chính xác. Động từ không ý chí cộng chia thể, động từ không ý chí chia thể ý chí. Các bạn nghe thấy nó hơi mâu thuẫn đúng không? Nhưng mà động từ owaru trong trường hợp này là không mang ý chí này, chia thể ý chí là owaru cộng với toshiteru diễn tả là trạng thái đó là sắp xảy ra. Đấy. Chúng ta sẽ lựa chọn cái phương án số 3 nhé. Đi kèm với mô sư và mang nghĩa như thế. Câu 4 là luôn luôn cố gắng để cái hành động đó xảy ra, không phải. Chúng ta không lựa chọn 4. Câu 35, câu cuối cùng của chúng ta trong phần môn đai số 5. Shigoto ni oite miss wa gì đó. Shikashi, ningen de aru ijo miss wa sakerarenai mono da. Người ta nói này, ở trong công việc ấy thì lỗi ấy, làm sao đó. Thế nhưng
Một khi còn là con người thì lỗi là cái thứ mà không thể nào tránh khỏi được. Các bạn lại thấy là các ngữ pháp ghép đúng không? Đấy, người ta sẽ dùng ngữ pháp là si tê wa ikenai là không được, với lại shinai hogai là không nên, ghép với lại những cái đuôi đằng sau. Thì chúng ta sẽ thử xem nhá. Đầu tiên các bạn có wakeganai là làm gì có chuyện. Đấy, làm gì có chuyện. Vậy thì nếu mà chúng ta dịch ở câu này nó sẽ là ở trong công việc ấy, làm gì có chuyện không được mắc lỗi, có nghĩa là chúng ta được phép mắc lỗi. Vậy thì nó sẽ không khớp với lại câu phía sau mang nghĩa như thế này, đúng không? Chúng ta sẽ không lựa chọn cái phương án số 1. Nếu như mà chúng ta dùng wakeganai mà trong bối cảnh câu này thì chúng ta có thể đặt một ví dụ kiểu như này: Kare wa chuibukai hito nano de misu o suru wakeganai, có nghĩa là anh ta là một người rất là cẩn thận kỹ lưỡng nên không có chuyện, làm gì có chuyện mắc lỗi thì đúng, chứ trong bối cảnh câu này thì không phù hợp. Số 2 này: Shite wa ikenai hazu datta, có nghĩa là chắc chắn là, nhất định là, cứ đã nghĩ chắc chắn là không được làm cái điều đó. Đây cũng không diễn tả sắc thái như vậy đúng không? Chúng ta sẽ không lựa chọn. Mình có thể nói là Misu suru hazu datta no ni konnani misu ga oi to wa, có nghĩa là tôi cứ đã nghĩ chắc chắn là không mắc lỗi, vậy mà lỗi nhiều như này thì thật là bực kỳ đúng không nhỉ? Không phải. Số 2 này: Shinai hoga ii toa kagiranai, các bạn có ngữ pháp toa kagiranai có nghĩa là không hẳn là, không hẳn là không nên mắc lỗi, có nghĩa là nên mắc lỗi, không ai khuyên là nên mắc lỗi cả đúng không? Chúng ta không chọn nhá. Đấy. Trong bối cảnh câu có thể kiểu như này thì phù hợp này. Kare wa chuibukai hito da misu o shinai to kagiranai, có nghĩa là anh ta là một người cẩn thận đấy, nhưng không hẳn là không mắc lỗi. Đấy, không phải là khuyên là không hẳn là không nên. Sai. Vậy thì đúng nhất ở đây phải là số 4. Shinai ho ga inikimateru, ghép bởi shinai hoga ii là nên, không nên, và nikimateru là chắc chắn, nhất định, có nghĩa là chắc chắn là, đúng nhỉ, một điều mà tôi nghĩ là chắc chắn đó là chúng ta không nên mắc lỗi đấy. Nhưng mà sao, nhưng mà chúng ta là người, chúng ta không thể nào tránh được cái điều đó nhá. Đúng nhất ở đây phải là số 4, là phương án chính xác. Đây là một câu thuộc ngữ pháp N2, bởi vì ghép giữa nai hoga ii là ngữ pháp N4 với lại nikimateru là ngữ pháp N2. Đó, như vậy là các bạn thấy là mặc dù là đề thi ngữ pháp N1, thế nhưng mà không phải là toàn bộ câu đều là ngữ pháp N1 đúng không? Có N0, N1, N2 và N3, và thông thường ấy là N2, N3 chỉ một nửa, còn lại là N0 và N1 một nửa. Tiếp theo chúng ta sang môn đài số 6, đó là môn đài về xếp câu. Câu số 36 này:当社が先月発売したパソコンについて、印刷の字のことが判明しました。Đối với lại dạng cái bài thức xếp câu như này ấy, thì chúng ta phải nắm rất là chắc cái kiến thức ngữ pháp. Đó là gì? Đó là các cái dạng ngữ pháp bổ nghĩa cho danh từ. Đấy. Rồi thì gì nhỉ? Ngữ nghĩa đúng không? Xếp đầu xếp cuối. Và đôi khi là chúng ta còn phải dựa vào cái ý nghĩa của câu để chúng ta lựa chọn nữa. Đấy, chẳng hạn như câu số 36, nếu mà các bạn dựa vào cái gọi là cái gì nhỉ? Cái quan hệ về mặt ngữ pháp ấy, các bạn sẽ rất là khó để lựa chọn. Lấy ví dụ nhá, các bạn thấy này, insert chữ no đúng không? Vậy đằng sau đây sẽ là một gì nhỉ? Một danh từ. Mà các bạn thấy 1, 2 hay là 3 đều là danh từ hết. Đấy, đều có thể ghép vào. Vậy thì với những cái câu mà nhìn nó phức tạp thế này, các bạn nên đọc lướt qua cái ý nghĩa của nó và các bạn thử sắp xếp theo ý nghĩa xem có phù hợp hay không. Đấy. Chúng ta thử xem cái câu này này. Người ta bảo này, về cái máy tính đúng không? Về cái máy tính mà công ty tôi bán ra vào tháng trước ấy. Này, in sát chữ nô là in ấn này đúng không? À, hiểu rõ một cái điều rằng bây giờ chúng ta xem này. Câu 1, phương án 1 nó là manual ni ayamari ga aru, có nghĩa là có lỗi. Đấy, có lỗi ở trong cái hướng dẫn đúng không? Sách hướng dẫn. Số 2 là sete ga dekinai tono, có nghĩa là gì nhỉ? Tono đây chính là tối ưu, là nội dung, là với cái nội dung là không thể cài đặt được. Số 3 nhé, thôi awase ga fukusu yoserare, có nghĩa là rất là nhiều cái liên hệ, rất là nhiều cái thắc mắc nó được gửi đến. Và số 4 là chosa shita tokoro, đó là sau khi điều tra. À, vậy thì chúng ta phải
ngẫm trong đầu đó là sau khi điều tra thì biết được cái việc là có lỗi như thế này đúng không? Đấy, và gì nhờ? Có rất là nhiều cái liên hệ thắc mắc rằng là không cài đặt được chế độ in đấy. Các bạn sẽ có những câu mà bắt buộc các bạn phải gọi là nảy số nhanh, các bạn dịch nhanh ra để các bạn ghép được như thế. Chứ nếu các bạn cứ ngồi các bạn lắp acoto là danh từ thì có thể đằng trước là thể thường, vậy thì thể thường có thể là AD này ghép vào đây, hoặc là có thể là tonoacoto cũng có cái dạng thức như vậy. Các bạn dùng như vậy thì mất thời gian lắm. Tùy vào câu để các bạn lựa chọn cái cách làm cho phù hợp nhé. Câu này nên dịch nghĩa. Vậy thì các bạn nếu mà các bạn đã nhẩm được cái nghĩa như vậy thì các bạn sẽ xếp được. Đằng sau insert sự no sẽ là số 2. Đấy. Đó là gì nhỉ? Đó là seteno dekinai tono. Tono chính là tối ưu, có nghĩa là với nội dung là như thế nhá. Số 2 đầu tiên này. Tiếp theo số 2 sẽ là số 3. Đấy. Thôi awase ga fukusu yoserare. Tiếp theo đó là số 4. Chosa shita tokoro. Và cuối cùng là số 1. Manual ni ayamari ga aru. Đấy, câu của chúng ta sẽ mang nghĩa là như thế nào? Về máy tính mà công ty chúng tôi bán ra vào tháng trước ấy, thì có rất là nhiều cái liên hệ, rất là nhiều cái thắc mắc được gửi đến với nội dung là không cài đặt được. Đúng nhỉ? Không cài đặt in được. Đấy. Sau khi chúng tôi điều tra, kiểm tra thì sao? Thì hiểu ra được một điều là có lỗi ở trong cái sách hướng dẫn. Đấy, chúng ta sẽ lựa chọn là 2, 3, 4, 1 và phương án đúng sẽ là 2. Thông thường cái câu đầu tiên sẽ là câu dễ, nhưng mà trong cái bài này thì câu đầu tiên lại là câu khó nhất trong toàn bài luôn. Đấy, đúng đây là 2 nhá. Các câu sau nó sẽ đơn giản hơn. Câu 2, câu 37 này. Kono fry pan wa sasuga. Gì đó, totemo tsukaiyasui. Các bạn thấy là cái chảo này rất là dễ sử dụng. Đang dùng từ sasuga, ngữ pháp là dakete, là quả đúng là. Đúng nhỉ? Vậy là một câu khen. Các bạn thấy có một là morisanga, dakete là quả đúng là có khác, susumeru là giới thiệu. Đấy, gợi ý. Điều đi gợ. Jozuna là gì nhỉ? Giỏi nấu ăn. Vậy thì chúng ta sẽ có chính xác ở đây sẽ là gì nhỉ? Cái chảo này quả đúng là anh Mori giỏi nấu ăn. Gợi ý có khác đúng không? Các bạn sẽ dịch nghĩa như vậy các bạn. Xếp như nào đây nhỉ? Sasuga. Số 4 đầu tiên sẽ là điều đi. Nga Jozu na. Tiếp theo là số 1. Mori san ga. Số 3 là susumeru. Và số 2 là dakete. Bốn một ba hai, chúng ta khoanh ba susumeru. Môn đai à, câu số 38. Saigo ni mita ega ga ega o mite inai hodo nan datta no ka mo omoidasenai hisashiku. Cái câu này chúng ta lại vừa dựa vào dịch nghĩa, chúng ta vừa dựa vào cấu trúc. Các bạn thấy này, ở đây có từ hisashiku. Cái từ hisashiku thông thường nó đi kèm ấy, đằng sau là thể phủ định, có nghĩa là lâu rồi không làm hành động đó. Vậy thì mọi người thấy chắc chắn là lâu rồi tôi không xem phim đúng không? Các bạn sẽ chắc chắn ghép được cái 4 đứng trước. Đây 4 ở đây. 4 sẽ là hisashiku nhá. Lâu rồi tôi không xem phim này. Các bạn còn có hodo. Hodo rất là nhiều nghĩa, khoảng cỡ đến mức
càng, đúng không? Tiếp theo có nan đặt tờ nổ cá mộ là cái gì? Omoi dashi nai, là không thể nhớ ra. Vậy thì chúng ta sẽ ghép tiếp như nào? Lâu rồi tôi không xem phim, đến mức tôi không thể nhớ ra cái bộ phim mà tôi xem lần cuối là cái bộ phim nào, là cái gì, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ ghép được theo thứ tự đứng trước. Hisashi cự, đúng nhỉ? Sẽ là từ ngữ pháp hồ đồ để diễn tả cái mức độ của cái việc đó, đúng nhỉ? Mức độ của việc lâu không xem phim đó là đến mức như này, đến mức không thể nhớ ra. Omoi daseru. Omoi dasenai. Đứng trước omoi dasenai sẽ là số 2. Nan datta no kamo. Hai ba một bốn, các bạn sẽ khoanh đáp án số 1. Câu 39. Gakusei kara teishutsu sareta ronbun no naka ni omoshiroi mono ga atta. Watashi ga jiro kore made ni nai. Trong các cái bài luận văn, trong những cái luận văn mà sinh viên nộp ấy, thì có cái thứ rất là thú vị. Tôi làm sao đấy nhá. Kore made ni nai có nghĩa là chưa từng có từ trước đến nay. Shirukagi đều ạ. Trong phạm vi biết luận văn này, phân tích này, bốn là bằng cái cách tiếp cận này, bằng cái tiếp cận này. Vậy thì chúng ta sẽ có thứ tự đúng sẽ là gì nhỉ? Câu này, cái đề này phần lớn là dịch nghĩa, bởi vì nếu mà ghép phân tích theo ngữ pháp thì rất là khó để chúng ta có thể lựa chọn được một cách nhanh nhất. Đấy. Chúng ta sẽ dịch là trong phạm vi tôi biết, đúng không? Chúng ta sẽ cho một. Shiru kagiri dewa. Đấy. Trong phạm vi tôi biết, theo những gì tôi biết ấy, thì sao? Thì bốn nha. Kono approach để đấy. Phân tích theo hướng tiếp cận, các bạn có thể lập luận là phân tích theo hướng tiếp cận sẽ phải là approach để bunseki suru. Đấy. Vậy chúng ta sẽ xếp được như này. Bunseki shiteiru. Mà bunseki shiteiru đang để dạng thể futsuke thể thường thì đằng sau sẽ là danh từ số 2. Rombun. Wow. Thứ tự đúng của chúng ta là 1, 4, 3, 2. Các bạn sẽ khoanh được phương án là phương án 3. Đó là gì nhỉ? Trong số những cái luận văn mà sinh viên nộp có những thứ rất là thú vị. Đấy. Theo những gì tôi biết thì cái luận văn mà phân tích với cái cách tiếp cận này, với cái hướng tiếp cận này thì từ trước đến nay chưa từng có. Câu số 40, câu cuối cùng. Kono recipe hon wa fudan ryōri o shinai hito demo hyōban ni natte iru sō da. Wakai hito no aida de chōri suru dake de recipe ni sotte kantan ni honkakuteki na ryōri ga tsukureru to. Rồi các bạn thấy này, cái chủ ngữ của chúng ta là cuốn sách công thức nấu ăn này, đúng không? Nghe nói là đang được đánh giá cao, đang được nổi tiếng. Vậy thì nổi tiếng ở trong giới nào đó thì các bạn phải có đứng trước nó sẽ phải là một nhá. Đó là wakai hito no aida de, đúng nhỉ? Đấy, các bạn sẽ có là nổi tiếng ở trong giới trẻ. Nổi tiếng ở trong giới trẻ với cái nội dung gì, đúng không? À, vậy chúng ta sẽ xem tiếp này. Các bạn thấy có đây là ngữ pháp nisote. Thông thường chúng ta sẽ có này, N nisote. Có nghĩa là làm V theo N, đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta thấy này, theo công thức. Vậy đây sẽ là nấu ăn theo công thức. Chúng ta sẽ chọn, chúng ta sẽ có thứ tự là hai đứng gì nhỉ?
đứng sau 3. Đấy. Hai đứng sau 3 nhé, các bạn sẽ xếp được số 2. Vậy thì 3 đứng trước này, 3 sẽ là recipe ni sotte. 2 là chori suru dake de. Vấn đề ở đây là số 4 chúng ta xếp ở đâu? Chúng ta cố định được số 1 đứng trước cái hyobang ninate dự rồi. Vậy thì 4 sẽ đứng ở đầu trước 3 hay là 4 đứng ở sau 2? Đấy. Vậy thì các bạn sẽ phải thử. Nếu mà các bạn cho 4 đứng ở đầu ấy, thì nó sẽ vô nghĩa. 4 bắt buộc phải ở sau 2. Đây, copy cho nhanh nhá. Rồi. 4 ở sau 2 thì nó sẽ tạo thành cái thức là nó sẽ tạo thành cái dạng thức ngữ pháp đấy là đa kê đệ, đằng sau là thể khả năng, có nghĩa là chỉ cần A thì có thể B rồi. À vậy là hoàn toàn phù hợp đúng không? Thứ tự đúng của chúng ta sẽ là 3 2 4 1. Chúng ta sẽ khoanh phương án số 4. Câu này sẽ mang nghĩa gì? Cái cuốn sách công thức nấu ăn này ấy, nghe nói là đang được giới trẻ đánh giá cao. Là gì nhỉ? Là ngay cả những người mà bình thường không nấu ăn thì chỉ cần nấu ăn theo đúng công thức là có thể nấu những cái món ăn mà hung các cái kỳ mang nấu những ăn món thì mang tính chất là đúng điệu, đúng kiểu một cách đơn giản. Đấy, các bạn thấy câu tiếng Việt đã rất là dài rồi nên là cái câu ghép phức tạp là đúng bởi vì đây là N1 mà. Rồi tiếp theo chúng ta sang cái môn đai cuối cùng, môn đai 7 nhá. Là môn đai về người ta hay gọi, các bạn hay gọi là môn đai đục lỗ đấy. Thì nhắc lại một lần nữa, đây là môn đai ngữ pháp, không phải môn đai đọc hiểu. Cho nên là khi làm bài các bạn không nhất thiết là phải hiểu toàn bộ. Đấy. Các bạn chỉ cần đọc cái câu đó và loanh quanh nó thôi. Các bạn không cần thiết phải đọc toàn bộ. Vậy thì bây giờ, trước hết là chúng ta sẽ thử xem liệu có thể làm nhanh được cái bài này không, đúng không? Bây giờ thử xem nhé các bạn nhé. Thứ nhất này, câu 41 này, các bạn thấy đang để là Omoshiroi mono số 41 là cái thứ thú vị, vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ chưa thể nào mà chọn được ngay đáp án từ mỗi câu này đúng không? Chúng ta thử đọc câu trước và câu sau. Các bạn thử xem câu trước này. Câu trước người ta nói này, Mochiron esse ni kaite omoshiroi neta to kaite kaite mo amari omoshiroku nai neta to ga aru. Esse đây là những cái bài tùy bút, những cái bài viết. Neta đây là cái đề tài, chất liệu. Đương nhiên ấy là có những cái đề tài mà nếu viết thành tiểu thuyết, à xin lỗi không phải tiểu thuyết, nếu viết thành bài viết thì sẽ thú vị. Và có những cái đề tài mà dù viết nó cũng không thú vị. Đấy. Số 4 là gì đó nhá. Thứ thú vị này. Ở câu đằng sau các bạn thấy tiếp có cái từ tsumari, đúng không? Đây. Tsumari có nghĩa là tức là tsumari kimi wa jibun ga kaku esse wa zenbu omoshiroi to iitai no ka ne という声が聞こえる. Có nghĩa là tôi nghe thấy, đúng nhỉ? Có nghĩa là tôi nghe thấy một cái giọng nói, một cái câu nói rằng có phải là cậu muốn nói là cái bài viết mà cậu viết ấy thì toàn bộ tất cả nó đều thú vị. À vậy thì cái ý của câu 41 nó phải là gì? Nó phải là diễn tả cái tính chất, là tính chất khẳng định sự thú vị đúng không? Vậy thì chúng ta xem cái nào là mang tính chất như vậy nhá. Cái số 1 này, erabe soda, ở đây là ngữ pháp erabe dự là có thể lựa chọn, ghép với soda đây là có vẻ có thể lựa chọn. Thì nó không đúng đúng không nhỉ? Tự nhiên lại có vẻ có thể lựa chọn ở đây là không phải. Số 2, erabi, đây là gì đây? À, erabi uru cả. Thông thường chúng ta dùng ngữ pháp là erabi uru có nghĩa là có thể lựa chọn, lại có thêm cả là không phải. Đấy. Ngữ pháp eru và uru và enai đấy là có hay là không thể làm được điều đó. Số 3 này là eraberu toyokata. Đây là một câu giả định. Đúng nhỉ? Một điều trong quá khứ. Nếu có thể làm cái điều phía trước thì tốt. Đây không phải là cái sự ước ao gì cả nên là loại. Đúng nhất đây phải là số 4, đó là gì đây? Đó là erabanakereba naranai, đó là phải lựa chọn được cái thứ thú vị. Đấy, nó sẽ là phù hợp nhá. Phù hợp nhất với bối cảnh của câu này.
Đây, chúng ta sẽ copy cái câu này lại này. Các bạn thử ghép vào mà xem, nó sẽ phù hợp nhất. Đó là trong bài viết ấy, trong các chủ đề, trong các đề tài thì có cái thú vị và có cái không thú vị, và mình phải chọn ra được cái thú vị. Đấy. Tại sao là lại là mình phải chọn ra cái thú vị? Bởi vì câu đằng sau nó bảo là gì đây? Cậu muốn nói là những cái bài mà cậu viết là toàn bộ là thú vị phải không? Đấy. Thì chúng ta sẽ phải lựa chọn phương án đó nó mới phù hợp. Tiếp theo câu số 42 này. Câu số 42 chúng ta thử xem cái câu đó nó viết cái gì. Sorewa watashi no bae, jibun ga sore made shiranakatta koto o kaku. Số 42. Toyu hodo da, toyu wake da, toyu koto da và toyu toki da. Nó khác nhau mỗi cái đứng trước đà là gì thôi. Hodo đến mức này, wake là lý do, thành ra là này, koto là cái việc này, toki là lúc thời điểm này. Các bạn để ý nhá, câu trước nó đang để này. Omoshiroi to wa doyu koto ka? Thú vị là cái việc như thế nào, đúng không? Đây, các bạn thấy là thú vị là cái việc như thế nào. Câu sau, cái số D, cái đó đây chính là thú vị. Đấy. Vậy thì câu đằng sau nó phải là giải thích cho cái thú vị này. Thú vị là việc như nào? À, nó là cái việc như thế, đúng không? Doyu koto ka thì đằng đằng sau nó phải là mang tính chất đối ứng lại, sẽ phải là toyu koto, là câu trả lời khẳng định. Vậy thì chúng ta phải lựa chọn phương án đúng là phương án số 3. Đấy. Không thể nào là đến mức nói là được, nên là một không phù hợp. Toyu wakeda là thành ra nói là, diễn tả quan hệ nguyên nhân lý do hoặc là sự vỡ lẽ không phải. Số 4 là toyu toki là cái lúc gọi là diễn tả quan hệ thời gian không phải nhá. Phải là số 3. Đấy, nó liên kết với lại cái câu phía trước. Thú vị là thứ như thế nào? Đó là cái thứ với nội dung như thế này. Đó, chúng ta sẽ lựa chọn phương án số 3. Rồi. Tiếp theo, câu số 43 này. Ese ni kagirazu, gì đó demo so da. Không chỉ dừng lại ở cái bài viết, bài tùy bút, mà ngay cả cũng thế. Các bạn thấy này, ở đây có shosetsu, tiểu thuyết, aru shosetsu, sono shosetsu và so ita shosetsu, tiểu thuyết. Các bạn thấy toàn bộ từ trước cái chỗ 43 này hoàn toàn chưa xuất hiện từ shosetsu. Vậy thì từ shosetsu này là từ xuất hiện lần đầu tiên. Mà với cái từ xuất hiện lần đầu tiên, chúng ta không thể dùng những cái là như là cái tiểu thuyết nọ, đúng không? Hay là tiểu thuyết đó, tiểu thuyết như vậy, mà phải dùng là tiểu thuyết shosetsu, một từ diễn tả cái sự chung chung nhá. Đúng, đây phải là số 1. Đấy. Có nghĩa là không chỉ là dừng lại ở bài tùy bút bài viết, mà ngay cả tiểu thuyết cũng thế. Lần đầu tiên xuất hiện phải dùng như vậy. Câu 44 này. Câu cuối cùng rồi, chúng ta cùng xem. Câu cuối người ta viết cái gì? あるいは、これは書くことに限らず、人生全般に対して採用したいと思っている。ボンボンにゃ。Người ta bảo này, hoặc là ấy, cái này đúng không? Cái này người ta đang để trống này, cái này không phải là chỉ ở cái việc viết mà tôi đang muốn áp dụng đối với lại toàn bộ cuộc đời tôi. Vậy thì đây là một điều mà từ cái nhìn nhận của tác giả đúng không? Đây đang thấy là Sayo Shitai Tomoteru này. Chúng ta cùng xem này. Số 1, Approachi da toka. Toka đây là diễn tả cái sự nghe đồn, nghe phong thanh. Không phải, chúng ta sẽ loại trừ này. Toka có nghĩa là liệt kê, nào là hoặc là nghe đồn, nghe phong thanh. Trong trường này không đúng. Chúng ta không thể lựa chọn cái này được, nên là loại. Số 2, Approachi kamoshirenai. Có lẽ là, đúng rồi, cái sự phán đoán mang tính chất không chắc chắn 100% của tác giả. Cấu trúc câu của chúng ta đằng trước, kore là dạng danh từ. Đấy, vậy thì cấu trúc sẽ là N1 wa N2 desu. Đấy, là N1 là N2, trong đó đề sự được biến thành kamoshirenai, có nghĩa là N1 có lẽ là N2. Phù hợp về mặt nghĩa cũng như là về mặt cấu trúc ngữ pháp, nên là đúng là 2. Số 3, Approachi ni aru. À, chúng ta sẽ có ni aru được dùng trong trường hợp như nào? Thông thường ấy, nó sẽ dùng kiểu như này. Chẳng hạn như là Jiko no geiin wa unten shu no fuchui ni arimasu. Có nghĩa là cái nguyên nhân của tai nạn ấy, nó nằm ở, đúng nhỉ? Thông thường chúng ta hay dịch cái ngữ pháp nani nani ni aru, có nghĩa là nằm ở cái phía trước. Nguyên nhân của tai nạn đó, nó nằm ở việc
nằm ở sự bất cẩn của tài xế. Ở đây nó không phải là nằm ở cái sự tiếp cận, nên là chúng ta cũng không chọn, không thể dịch là cái này nằm ở sự tiếp cận được. Loại số 4 này chúng ta có là tô sarete, là mọi người cho rằng, người số đông cho rằng một điều gì đó là chính xác. Chẳng như là kono chi kiwa chi anga yoi to sarete, có nghĩa là mọi người cho rằng cái vùng này là cái an ninh nó rất là tốt. Ở đây là điều của người nói phán đoán chứ không phải là số đông người cho rằng như vậy, đúng không? Nên là chúng ta không lựa chọn. Đúng nhất là số 2 nhá. Thì đó là cái cách mà chúng ta làm nhanh cái bài này là như vậy. Chúng ta không cần phải đọc hết toàn bộ nội dung mà chúng ta chỉ cần đọc câu trước câu sau, xem quan hệ về mặt ý nghĩa. Tất nhiên là các bạn phải rất là chắc chắn về mặt ngữ pháp thì các bạn mới làm được cái này, chứ không phải là nói đại là như vậy. Cái câu này có thể nói là cái bài mà khó nhất ở trong cái phần thi ngữ pháp. Đấy. Nên là chúng ta cũng không thể nào mà gì nhỉ? Nói mạnh được. Nên nếu mà các bạn muốn làm tốt ấy, thì các bạn buộc phải chắc kiến thức hoặc là các bạn luyện tập thật kỹ. Còn nếu mà không xác định là nếu mà không làm được tốt ấy, thì tốt nhất là cái bài này các bạn nên chọn hết một đáp án, thì các bạn có thể ăn may được một câu. Nếu mà các bạn cứ dành nhiều thời gian quá, các bạn không đủ thời gian làm những cái phần còn lại, chẳng như là phần đọc hiểu rất là nhiều điểm sẽ rất đáng tiếc nhá. Đấy, các bạn hãy tùy vào cái tình hình của bản thân để làm. Đây, copy lại để chúng ta dịch cái bài này. Tất nhiên là đi thi thì không cần dịch, nhưng mà có thể là các bạn vẫn muốn hiểu, đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ dịch lại cái bài này xem nội dung nó nói gì. Rồi. Này, người ta nói này. Tôi ấy, đúng nhỉ? Tôi thì luôn luôn tìm kiếm từ trong cuộc sống thường ngày hầu hết những cái đề tài cho bài viết của tôi, cho những cái bài tùy bút của tôi. Có những cái đề tài mà viết ra bài viết ấy thì rất là thú vị, nhưng có những cái ấy, có viết ra thì cũng không thú vị gì. Và nhiệm vụ của tôi đó là phải lựa chọn những cái thú vị. Có nghĩa là bởi vì tôi nghe được một cái câu nói, một cái giọng nói rằng à, cậu muốn nói là những cái bài cậu viết ấy tất cả là thú vị phải không? Đấy. Vì tôi nghe thấy những cái câu nói như thế, những cái lời nói như vậy, cho nên càng giải thích đấy thì tôi lại càng thấy rằng cái việc mà nó có thú vị hay không ấy thì trước hết là phải là cảm nhận của tôi đã. Đấy, có nghĩa là cái thú vị là đầu tiên là phải là cảm nhận của người viết trước nhá. À, đối với tôi cái thú vị là cái thứ như thế nào thì đó là cái việc, đúng nhỉ? Thì đó là cái việc, đó là cái điều mang cái nội dung là viết ra những cái điều mà tôi chưa từng biết từ trước đến nay. Đấy. Phía sau người ta nói gì nhỉ? Mặc dù cái đoạn này không cung cấp gì cái thông tin gì để chọn đáp án. Phần nhiều ấy thì nó là những cái cảm cảm xúc, những cái cảm giác, đúng hơn là tri thức. Có nghĩa là nó là cảm giác thì đúng hơn là kiến thức. Là khi gì đấy? Là khi mà tôi nhìn thấy những cái thứ mà tôi trước giờ tôi chưa từng thấy, là khi tôi cảm thấy, tôi cảm nhận được như thể là mình đang ở một cái nơi gì nhỉ, hoàn toàn khác biệt, mặc dù nó vẫn là cái nơi đó thôi. Đấy, những cái kiến thức, à, những cái ký ức, những cái kỷ niệm mà ngủ quên, đúng không? Những cái niềm vui bất ngờ, những cái nỗi buồn hay là những cái sự đau đớn cô đơn, những cái nhận thức mới về một cái thế giới mà tôi gì đây nhỉ, mà đã sinh ra một cách bất ngờ trong tôi. Có nghĩa là tất cả những cái điều mà người ta liệt kê ở đây ấy, là những cái mà người ta làm sao đây nhỉ, người ta cảm thấy là thú vị nhá, những cái điều mà người ta trước đây người ta chưa từng biết, chưa từng cảm nhận. Đấy, và bây giờ người ta đã cảm nhận được, người ta biết được ấy, thì người ta cho rằng cái đó là thú vị và có thể lựa chọn đó làm đề tài để người ta viết bài tiểu thuyết. À xin lỗi, không phải viết bài tiểu thuyết mà là viết bài essay, viết bài tùy bút. Rồi tiếp theo người ta nói này, có các bạn thấy có rất là nhiều tù cà là đang liệt kê đúng không? À, tù cà này, đây, tù cà, đấy. Những cái này có đặc điểm chung là gì? Những cái này có đặc điểm chung là những cái điều mà đã biết rồi, đấy. Những cái điều mà đã biết rồi này này, thì dù có viết giỏi thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ nhàm chán, đấy. Đó là những điều gì đã biết? Đó là nếu mà sang xuân đấy đúng không, thì tiết trời trở nên ấm áp này,
đó là nên đối xử tốt với lại những người gặp khó khăn, không nên phư din, không nên ngoại tình. Rồi thì không cái sự kết hợp giữa gì nhỉ, ừ, sự là con chim vành khuyên nhá, ừ mê đây là hoa mơ đấy, hay là tsukini karigane là ngỗng trời đúng nhỉ, mặt trăng và con ngỗng trời. Nói chung cái đặc điểm này là người ta viết là những cái sự kết hợp mà có thể là ai cũng biết đấy, những cái đặc điểm mà ai cũng biết này, viết thì sẽ không thú vị gì hết, mà phải là những cái phía trên đây này mới là những cái mà thú vị. Xong là tác giả có một cái nhận định, đó là gì đây, đó là ngay cả đúng nhỉ, desura là de say đấy, ngay cả trong cái bài viết 665 chữ này đấy, thì ở nửa chừng viết tôi cũng cảm thấy rất là chán, là những điều mà người ta biết rồi thì sẽ không thấy có gì thú vị cả. Rồi tiếp theo người ta nói là gì đây nhỉ, không chỉ ở cái bài tùy bút, không chỉ ở các bài tản văn, mà ngay cả tiểu thuyết thì cũng giống như vậy đấy. Nếu nói một cách lý tưởng ấy thì tôi nghĩ rằng nhá, đó là tôi muốn viết về cái quá trình mà tôi lại gần, tôi tiếp cận những cái bí ẩn của bản thân cũng như là bí ẩn của thế giới này, chứ không phải là tôi báo cáo đúng nhở, chứ không phải là tôi báo cáo là à tôi đã biết những thứ mà tôi không biết đấy. Nghe trừu tượng đúng không các bạn, văn phong N1 mà, thì chắc chắn là không thể cụ thể được. Có nghĩa là tôi muốn viết những cái mang tính chất thể hiện cái sự tìm đến cái mới đấy, khám phá ra cái bí ẩn, thay vì chỉ đơn thuần là thông báo những cái điều mà người ta đã biết. Ý của nó là như vậy thôi. Và khi tôi có được cái cách viết như vậy, khi tôi viết được như vậy, thì tôi cảm thấy đấy là điều thú vị nhất. Và đây có lẽ là cái cách tiếp cận mà tôi nghĩ rằng tôi muốn áp dụng cho toàn thể cuộc đời tôi, chứ không phải là chỉ mỗi ở việc viết lách. Có nghĩa là tác giả cảm thấy là trong việc viết lách ấy, tìm được những thú vị là những cái mới đấy, sẽ là những cái mà khiến cho mình cảm thấy là mình có hứng làm gì, mình cảm thấy không bị nhàm chán. Thì từ đây tác giả cảm nhận được là không phải chỉ mỗi cái việc viết mà nhiều thứ khác cũng vậy, nhiều cái sự việc khác trong cuộc đời đấy, đề cao cái sự mới mẻ, đề cao cái sự khám phá, chứ không phải những cái lối mòn, những cái đã cũ. Đấy là nội dung thêm nhá. Tất nhiên đi thi các bạn không có nhiều thời gian để suy nghĩ đến vậy, thì các bạn hãy cố gắng là xem thật là kỹ những cái video mà chữa cái môn đai số 7 này để rút ra thêm kinh nghiệm cho bản thân. Đấy, không dành quá nhiều thời gian, chỉ nên dành tối đa là 5 phút để làm cái bài này thôi. Thì hy vọng là các bạn xem video thật kỹ, rút ra các kinh nghiệm cho bản thân, và luôn luôn ủng hộ các video trên kênh YouTube Ánh Sensei. Chúc các bạn ôn thi tốt, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.